DRC là của Việt Nam. Mình mới đứng gần gần thấy được Made in Việt Nam. Đây, 6.000, 6.000, 7.000 này quý, 6.000 bây giờ. Đắp bờ nha các bạn. Lần đầu tiên thấy cái dòng mà đi đắp bờ luôn á. Lên gió lớn rồi kìa. Đây. 6.000. 6.000 thường nhưng phải DT. Đã chưa? Gió này giỏi ai đây? Nguyễn Đỉnh. Thấy không? Không phải Nguyễn Đỉnh. DRC. Audi Quinturo. Nguyễn Đỉnh thì gai nó thưa hơn là DRC. Thôi rồi đi dần. Đó, lên gió lớn như vậy đi chạy bùng như vậy mới đã nè. Sáu ngàn thì 68 ma lực, 69 BS. Dàn này loại dàn đời cũ nè, cái hộp xích còn dài, xích về sọc. Dàn cải tiến sau này hộp xích này rút ngắn lại, với lại ta xài nhông chèn á. Mấy dòng máy lớn này ít khi nào mà thấy đi đắp bờ lắm. Cái 6.000 này con đầu tiên mình quay được luôn á. Chứ hồi mùa rồi quay được con 5065 đắp bờ. Chứ hồi cỡ tầm tháng trước thì quay được 725 đắp bờ. Cái vỏ lên vỏ lớn nhìn lực lớn ghê không? Con này gai gai kích chịch luôn. Vỏ này gai kích chịch luôn. Đây bờ đây. Nó dần. Audi Quinturo nông nghiệp DRC. Chỗ này không biết của nước nào nữa.
không cái đầu máy kìa. Là 6.000 luôn phải không? Ghiền luôn, chạy đã thì chứ. Đó, mông to đít lớn, mông to đít bự. Thấy chưa? Thôi pha luôn, gió lớn mà đi lầy đi bụng. Máy lớn luôn. Rồi, bụng nó dằn mà chắc lên đầu luôn. YouTube á, nếu có coi không? Dạ dạ anh đi. À, DRC là của Việt Nam, mình mới đứng gần thấy được Made in Việt Nam. Còn cái giỏ trước thì giỏ Nguyễn Đỉnh. À, chưa. Cũng có bạn nói cái loại vỏ lớn này nó nặng hơn, chứ theo mình nghĩ thì nặng hơn cái loại hồng nhỏ không còn nhiều đâu. DRC Agriculture Made in Việt Nam. Mà trước thì Nguyễn Đỉnh. Vậy là cặp vỏ sau này, cặp vỏ trước là gặp vỏ Nguyễn Đỉnh. Quá đã luôn vỏ. Ga này kinh chịch luôn. Đồng Long Phú, Tân Châu, An Giang các bạn, nãy giờ đi theo máy không mà quên giới thiệu mất tiêu luôn. Với lại cũng đi theo máy mình cũng ít khi nào mình chém gió được lắm. Do đất ở đây nó lúng quá trời lúng rồi. Nó cỡ này không nè. Đi còn không vững nữa, lo chém gió té không hay. Nó vậy đó. Nó đồng ba vụ rồi, đất gì không đó. Chịu nổi không? Gặp cái đất mà nó nằm cặp mưa rồi còn thấu thằn nữa. Máy xích đang đánh canh bệnh nhưng còn 6040 kìa. Đây nè. Nó 6040. Đây còn máy xích nữa.
đâu rồi, mới tiêu em 6.000 ở đây. Ô, quá tiếc, khúc dây qua bờ. Tập mép bên kia. Cái loại này là cái loại xếp dãy nha các bạn, chứ không phải cái loại chân. Cái loại xếp dãy này thì theo như kinh nghiệm người ta đi đắp bờ, người ta nói nó ém bờ hay hơn cái loại chân. Còn cái loại chân thì nó lăn nhìn đẹp, nó lăn nhìn láng bờ. Sáu ngàn, bảy ngàn đồ với Fiat đồ. Cái máy nhìn cũng y chang nhau. Heo Tết. Mấy con này thì cái năm sản xuất nó trong khoảng 70-80 rồi đó. Giáp rồi đó. Cái đó là cái bờ giữa. Cái đó bờ lớn. Mình quá coi mấy cái này nè. Cái này quay ngang á, quay ngang coi mấy đá này, quay bám đít thì không có thấy nước nó dâng nhiều. Đó. Bùng quá rồi, mình chạy tay không kịp cho nên đứng ở đằng này quay luôn. Bữa nay cũng hên hên, trời hơi trong trong. Nhưng mà không biết kéo dài được hết buổi sáng này không nữa.